Mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay là như tiêu đề thì em sẽ chia sẻ cho anh chị về cách trộn giá thể để trồng cái bông vạn thọ đợt Tết nha anh chị. Thì cái đợt này thì em trồng để test thôi. Và bây giờ em sẽ quay cái camera lại để em quay cho mọi người xem nha. Chào tất cả anh chị đã trở lại mô hình camera sau của em ha. Và bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem về cái giá thể mà em chuẩn bị, em bơm cái hạt giống cũng như là em chuẩn bị trồng ha. Thì ở đây thì em sẽ nói về cái chậu ha. Hiện tại là em đang chuẩn bị là hai chậu nè. Chậu 4 tấc nha anh chị, chậu màu đen. Thì cái giá thể của em gồm có, tại vì ở đây là em trồng tại nhà nha anh chị ha. Em có chuẩn bị đất để em bỏ dưới cái miệng chậu của mình. Đất đây mọi người, đất nha anh chị ha, đất thịt của mình luôn á. Rồi sau đó thì em có trộn với cái sư dừa. Đây là sư dừa nha anh chị. Còn và tro đen nữa nè. Và trong tro đen này thì em có kết hợp sử dụng cái phân bò nha anh chị ha. Nhưng mà để mà chuẩn bị mà cái phân chuồng nó ngon anh chị nên chuẩn bị là cái phân dê nha anh chị ha. Hiện tại là em kiếm nó không có, thành ra là em tiếp tục em sử dụng cái phân bò. Em làm cái giá thể như thế này nha anh chị ha. Và anh chị nào mà có lân nữa anh chị trộn vô nó rất là ngon ha. Nhiều lúc cái giá thể cái sư dừa của mình nè, mình xử lý cái độ chát với cái độ mặn mà nó không có kỹ anh chị, cái lân này thì nó sẽ làm mất đi luôn nha anh chị ha. Nó sẽ rất là tốt, anh chị trộn lân vô ha. Còn có điều kiện nữa anh chị tưới Chico Đạt Ma vô cũng được nữa nha anh chị ha. Đó, ở đây em chuẩn bị nè sư dừa nha anh chị ha. Sư dừa thị trường bây giờ thì khoảng đâu là 30.000 cho một bao nha anh chị. Rồi thì em sẽ quay lại cái phần vườn ươm ha. Ở đây thì em có ươm cái hạt giống bông vạn thọ nè. Bữa em tách giống của rồng vàng nha anh chị ha, lên khá là đều luôn. Anh chị xem, nay ươm được 4 ngày rồi nha anh chị. Đó. Thì cái này khoảng đâu là nửa tháng thì em sẽ lên chậu nha anh chị ha. Thì chậu này là chậu 4 tấc á, thì em sẽ trồng khoảng đâu là từ 6 cho đến 7 cây nha anh chị ha. Em trồng nó hơi dày nha anh chị. Trồng á thì ở đây thì mọi người là nên trồng sát miệng chậu nha anh chị ha, trồng sát miệng chậu. Đằng sau này cái tàn của mình nó bung nha anh chị ha. Có nhiều anh chị khoe tàn này nọ đó, ví dụ như mình muốn khoe tàn này nọ thì anh chị cứ trồng sát miệng chậu đi. Chứ anh chị mà đừng có trồng vào chính giữa nha. Nếu mà như là trồng chính giữa anh chị là sau này cái tàn của mình nhỏ lắm. Mình ra mình khoe bông này nọ đó thì cái bông của mình cái dàn tàn của mình nó không bằng người ta, cái người ta chê mình. Thì do đó thì nếu như mà anh chị trồng sát miệng chậu giúp em, ví dụ như đây nè, đây là một cái cây đúng không, anh chị trồng ngay đây là được nha anh chị. Ví dụ như bứng cây này ra phải không, cái mình trồng nó ngay đây là ok nha anh chị ha. Ở đây em có ươm cái dạng thọ tay thỏ nè, dạng thọ tay thỏ em bơm bằng tro đen nha anh chị ha, em không có ươm bằng sơ dừa. Thì đây là cái mặt bông của dạng thọ tay thỏ nè. Bữa nay là đã là 17 rồi nha anh chị ha, mà dạng thọ tay thỏ của em còn rất là đẹp luôn, tại vì nó đi cơi nụ nha anh chị. Ví dụ như những cái nụ già nè, những cái nụ già khi mà nó già đi anh chị, cái em hái em cất trong lon luôn nè, rảnh em đi phơi. Còn một số thì em đã ươm rồi. Và cái giá thể ở đây em cũng có chuẩn bị một bao nữa nha anh chị ha. Đây em chuẩn bị là một đao bao cho đen mà trộn với cái sư dừa, trộn với phân bò nha anh chị ha. Để mốt á, ví dụ như cái này em lên em trồng đi thì khoảng đâu 15 ngày em lên em trồng đâu khoảng đâu là nửa tháng sau là em sẽ vô cái giá thể lần đầu tiên cho nó ha. Mà khi mà bông nó làm nụ anh chị thì mình vô giá thể cho nó một lần nữa. Và trong cái giai đoạn này nè, cây còn nhỏ anh chị mà có kích rễ, anh chị mua kích rễ anh chị tưới đại đi cho nó khỏe. Cây mình nó khỏe chứ mà ở trong cái sư dừa này nó không có gì hết á. Thành ra là anh chị mua kích rễ anh chị tưới ha. Bò mai mốt á, rồi anh chị lên chậu nè, anh chị cũng tưới luôn nữa. Anh chị ra chậu khoảng đâu là 3 bữa hoặc 4 bữa thôi. Anh chị sử dụng hàng DAP á, với cái liều lượng là 1 kg DAP ngâm với 5 lít nước, sau đó lấy 100C để mình pha vô cái thùng chồi 10 lít nước, sau đó mình cộng vô cái thằng rút anh chị, thằng rút 2 anh chị. Rồi anh chị tưới cho nó ha, nghĩa là rút 2 là nó kích rễ, anh chị tưới nó. Ví dụ như khoảng đâu 4-5 ngày á, anh chị tưới cho nó một lần. Cây của mình nó rất là đẹp, nó rất là khỏe nha anh chị ha. Thì đây là cái kinh nghiệm của em, hầu như là em livestream em cũng hay nói cái loại thuốc này lắm. Còn đối với mà phòng mà lỡ của rễ á, thì ở đây thì anh chị có thể là sử dụng hàng Halies ha, hoặc là hàng Ridumin là được nha. Nhưng mà đối với những cái dòng mà dạng thọ ban mai như hàng tay thỏ này nè, nó cũng thuộc dạng ban mai anh chị, thì không xài được hàng Ridumin ha, xài xịt vô nó cháy lá vậy nè. Đó. Ở đây thì nó già nó cháy thôi chứ không phải là em xịt, tại vì em cũng biết. Nó ở đây nè, cái dạng thọ tay thỏ này chơi lâu lắm, mai mốt em sẽ làm một cái clip tay thỏ kỹ em chia sẻ với mọi người ha. Cái dạng thọ tay thỏ của em ươm lên nha anh chị ha. Em ươm một số bên chậu bên kia nó lên rồi đó, tại nay thì không có em qua. Rồi thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị một số vấn đề về cái giá thể ha, để cho năm tới thì anh chị nào có chơi thì anh chị áp dụng được, cũng như là những anh chị mà chơi cái vụ hè thu này nè. Đối với cái vụ hè thu này thì dạng thọ của mình khoảng đâu là 70-75 ngày thì nó mới nở hoa nha anh chị. Còn cái đợt Tết của mình thì nó khoảng đâu 58-63 ngày thôi.
thì hiện nay cũng hết đợt Tết rồi, thì em cũng trồng ở nhà anh chị cho nó đẹp đẹp. Anh chị bữa nay là em trồng nguyên hai chậu bông vạn thọ đó, nay tàn rồi, em chơi cây vạn thọ tay thỏ em đưa lên luôn, rất là đẹp nha anh chị ha. Nhưng mà chơi tay thỏ thì phải chơi cây dọi, tại vì nó sẽ không có bung ra anh chị, chơi cây dọi thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi thì em cũng xin được mến chào nha.